Cuộc phản công của Ukraine đang gặp khó khăn và một trong những nguyên nhân là do không quân cường kích của nước này không thể đương đầu với chiến đấu cơ hiện đại của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNN, một phi công cường kích Ukraine nói những chiếc Su-25 cũ thời Liên Xô không thể cạnh tranh với chiến đấu cơ Su-35 của Nga về hệ thống radar và tên lửa tầm xa. Phi công Su-25 có mật danh Bomba cho biết nhiều máy bay Su-25 đã bị máy bay Nga bắn hạ. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục nhiệm vụ vì yểm trợ trên không là rất quan trọng cho cuộc phản công. Một phó chỉ huy tiểu đoàn Ukraine thừa nhận với CNN rằng sức mạnh không quân của Nga đã khiến lực lượng Ukraine gặp khó khăn trong việc tiến lên. Theo CNN, Ukraine đã được cung cấp 45 chiếc Su-25 và MiG-29 từ NATO và các quốc gia khác ở châu Âu, nhưng một số phi công tin rằng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất sẽ là thứ thay đổi cuộc chơi. Một phi công MiG-29, biệt danh Jules, nói với CNN rằng nếu phương Tây cung cấp F-16, cuộc phản công sẽ hiệu quả và an toàn hơn nhiều cho binh sĩ Ukraine, vì loại máy bay chiến đấu đa năng của Mỹ sẽ có thể cạnh tranh với các dòng máy bay tương đương của Nga. Phi công này giải thích rằng những loại máy bay phản lực thời Liên Xô mà Ukraine hiện có chỉ có thể sử dụng khoảng 25% tiềm năng của tên lửa do phương Tây cung cấp vì hạn chế về phạm vi cũng như độ chính xác. F-16 sẽ sử dụng các loại tên lửa này hiệu quả hơn nhiều. Jules cho biết các phi công của Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật để tránh bị bắn hạ, chẳng hạn cơ động nhiều hơn để phòng tránh và xác định các lựa chọn tấn công để rủi ro là thấp nhất. Nhưng phi công này cho biết Nga cũng đang cố gắng học hỏi và thay đổi chiến thuật. Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự, loại bỏ hỏa lực pháo binh của Nga là bước cần thiết để Ukraine xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh đã vận động hành lang trong nhiều tháng để được cung cấp máy bay F-16. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc gần đây cho biết việc gửi loại chiến đấu cơ này là một nỗ lực dài hạn và sẽ không liên quan đến cuộc phản công. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.